55 ngày sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam. Nguyên bản 55 days the fall of South Vietnam. Alan Dawson, bản dịch của Cao Minh, trích dịch, được xuất bản bởi nhà xuất bản Sự thật năm 1990. Rút chạy bắt đầu. Cuộc tấn công bắt đầu lúc 11 giờ đêm ngày 19 tháng 3. Cuộc tấn công của Bắc Việt Nam vừa được 9 ngày và 4 tỉnh đã nằm trong tay Cộng sản. Binh Nhì Đức của Thủy quân lục chiến Sài Gòn chưa bao giờ thấy nhiều xe tăng đến thế trong cuộc đời mình và anh ta hoảng sợ. Xung quanh Đức, binh sĩ đang sử dụng hỏa lực hoặc nhìn chân chân như bị thôi miên trước những chiếc xe tăng. Hàng hàng lớp lớp, chúng đang nghiền xích sắt băng qua cánh đồng. Lúc bây giờ là 1 giờ sáng và quân phòng thủ trong làng gần nhất bị san bằng đã rút ra sau khoảng 10 phút giao tranh với những chiếc xe tăng đến từ ba hướng. Sư đoàn Thủy quân lục chiến Sài Gòn có lẽ là sư đoàn duy nhất thuộc loại tinh nhuệ của Nam Việt Nam. Quân của nó được giữ gần sát với con số 10.000 người theo bảng cấp số và được huấn luyện kỹ. Chỉ có mỗi một vấn đề là đã quá lâu Thủy quân lục chiến không ra trận nên thực sự là họ quên mất cách tác chiến như thế nào. Năm 1972, họ đã từng mục kích xe tăng Bắc Việt ở tỉnh Quảng Trị, nhưng chưa bao giờ họ nhìn thấy hàng hàng lớp lớp như thế này. Thậm chí ở Sài Gòn, nơi ngày xưa xe tăng Mỹ xuất hiện gần như ở khắp mọi ngõ ngách đường phố, cũng không nhiều đến thế. Cái cuộc xung phong vào Thủy quân lục chiến thật là ồ ạt. Sau này tính ra ít nhất cũng có đã 3 sư đoàn bộ binh và tối thiểu là 1 trung đoàn xe tăng tham gia chiến công. Đức lại ló đầu lên nhìn qua bờ hào giao thông ở chỗ mình. Giống như hầu hết tất cả đám Thủy quân lục chiến ở trong vùng, anh ta tự tay làm lấy một cái mái che bằng cánh dừa, thùng các tông và bất cứ thứ gì có thể tìm được. Nó che nắng và mưa nhỏ, nhưng không che được những đạn pháo, đạn cối hoặc hỏa lực của xe tăng. Chính đây là mối lo cấp thời. Cuộc pháo kích đã bắt đầu ồ ạt. 2 phút sau, khi Đức nhìn thấy chiếc xe tăng của Bắc Việt, thì đại đội Thủy quân lục chiến ở trước mặt Đức đứng lên khỏi giao thông hào. Anh ta tưởng là họ sẽ xung phong, nhưng họ đã quay lại và chạy về phía trung đội của Đức. Nhưng lệch sang bên phải một chút. Họ khom người để chạy trốn một cuộc giao tranh. Đức có thể nhìn thấy hàng trăm bóng người chạy lom khom, in rõ hình trên bầu trời được chiếu sáng bằng hỏa pháo. Họ xách súng M16 chạy trốn trước những chiếc xe tăng. Chiến sĩ Cộng sản đang ngồi trên xe tăng, đi sau xe tăng, và một số gan dạ thì tiến trước. Thỉnh thoảng họ mới bắn. Đám Thủy quân lục chiến đang chạy trốn khỏi mối đe dọa, chứ không phải là chạy trốn trước hỏa lực. Từ trước đến nay, binh Nhì Đức chưa bao giờ được tham dự một trận đánh nào cả, bỏ học từ năm 14 tuổi để kiếm việc làm và giúp đỡ cái gia đình 9 người của mình. Anh chàng là con thứ 5 trong gia đình. Khi đến 17 tuổi, anh ta có thể tìm cách trốn quân địch, sống trong hang cùng ngõ hẻm. Cách này có nghĩa là phải hối lộ những món tiền lớn cho nhân viên cảnh sát, hoặc có thể trở thành nhà sư. Và khoảng năm 1973, thì hàng loạt nhà sư bị bắt quân địch như thường. Thế là Đức gia nhập cái mà gọi bạn bè cho biết là đơn vị chiến đấu giỏi hết chỗ nói. Trên lý thuyết, người nào chiến đấu giỏi thì có cơ hội sống sót nhiều nhất. Đức bèn vào lính Thủy quân lục chiến. Giờ đây thì các xe tăng đối phương đến cách trung đội của Đức trong vòng 400 mét. Thế là chẳng có cái dấu hiệu hay lời nói nào, nhưng mọi người trong trung đội đều đứng cả dậy, luính quính leo lên bờ hào và họ tự động khom người xuống để hạ thấp cái bóng của mình, đề phòng có hỏa lực. Chẳng ai bắn vào họ cả, nhưng thỉnh thoảng lại có người vấp ngã. Được khoảng nửa dặm, Đức dừng lại nghỉ và ngã vật ra đất.
Đấy là đoạn đường dài nhất mà anh ta đã phải chạy sau một thời gian huấn luyện cách đó 2 năm. Anh ta thấy chẳng có lợi gì để bám trụ và chiến đấu. Chiến trường phía Nam tỉnh Quảng Trị im lặng một cách lạ lùng. Âm thanh lớn nhất là những chiếc tiếng máy nổ của xe tăng, tiếng xích sắt đã nghiến ken két. Các xe tăng chạy nhanh hơn Đức đã gần kịp anh ta, cách khoảng 200 mét. Anh ta rớt lại gần cuối đoàn quân mà Đức đoán là khoảng 1.000 người lính thủy quân lục chiến. Thực ra không phải là đoàn quân, nó chẳng có cái tổ chức gì cả. Nó là một đám tàn binh khác của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ đã đến quốc lộ 1, đi thẳng về hướng Huế. Ở gần quốc lộ lại có nhiều xe tăng hơn, đang có vẻ đang đuổi theo thôi, chẳng thèm bắn và cũng chẳng thèm tràn lên để nghiến nát họ. Khi đám thủy quân lục chiến lên mặt đường thì đột nhiên các xe tăng bật đèn sáng lên. Hình như chúng đang chỉ đường cho đám lính Sài Gòn chọn lấy con đường rút lui an toàn. Đức không nán lại để xem sự nhân đạo này kéo dài bao lâu. Anh ta bắt đầu đều bước, không nghỉ cho đến khi rạng đông. Lúc đó Đức mới loạng choạng chạy vào một cái đồn dân vệ đã bị rút bỏ cách Huế 12 dặm về phía Bắc để uống một hơi dài thật dài. Chỉ mới 11 ngày giữa bài diễn văn của Thiệu ngày 20 tháng 3 đến khi Đà Nẵng sụp đổ ngày 31 tháng 3, Việt Nam Cộng Hòa đã trao cho Việt Cộng và Bắc Việt Nam một quân khu và không bao giờ lấy lại được. Từ cuối tháng 3, cuộc chiến đấu tiếp tục. Giọng điệu tuyên truyền sự đau xót của chính quyền Sài Gòn và lời kêu gọi Mỹ viện trợ vẫn nghe thấy, nhưng Nam Việt Nam đã mất rồi. Đó là 11 ngày định mệnh kết thúc bằng việc Thiệu lên đài phát thanh truyền bá giọng điệu hiếu chiến của mình. Từ tháp Ngà Dinh Độc Lập được canh giữ cẩn thận qua bài diễn văn, Thiệu làm ngơ trước những cái tổn thất lớn kinh khủng của chế độ, dở giọng soi mói Hoa Kỳ giảm viện trợ. Thiệu trơ trẽn nói với dân chúng, trong 2 tuần qua, quân và dân ta đã dũng cảm tiêu diệt địch và thành công trong việc chặn đứng Cộng sản ở chiến trường Đông Dân. Đấy là những lời nói cố tỏ ra là can đảm, nhưng dù thay nó chẳng lừa bịp được ai. Dân chúng đều biết rõ, hàng sư đoàn nhiều tỉnh trọn vẹn đã bị mất gọn. Với Thiệu, tuyên bố rằng quân đội đủ sức giữ vững phòng tuyến là điều khó tin. Ở tư cách tổng thống mà lại dám nói như vậy thì không một công dân hay kiều dân nào ở Nam Việt Nam tin nổi. Người ta nghĩ ngay đến việc bơm hơi của Mỹ. Dù sao việc bơm hơi cũng là làm dịu nỗi mối lo về miền Nam Việt Nam đang đứng trên bờ vực thẳm. Quả thế, binh nhì Đức và đám bạn bè đã được tổ chức lại sau khi bỏ khỏi tỉnh Quảng Trị. Đức được gọi lại đội quân trên đường đi Huế, gom thành mấy ngàn lính thủy quân lục chiến ở Bắc Thừa Thiên, giáp Quảng Trị tại sông Mỹ Chánh. Quyết định phá đổ cầu Mỹ Chánh đã được truyền xuống cho đại đội của Đức. Trong khi lính thủy quân lục chiến đang nghe diễn văn của Thiệu đêm 20 tháng 3 qua bài bán dẫn. Từ Quảng Trị và Huế dọc theo bờ biển xuống quân khu 3 và 4, chúng ta nhất quyết bảo toàn lãnh thổ cho đến người cuối cùng. Tin đồn về việc bỏ rơi Huế là hoàn toàn vô căn cứ. Vẫn còn khoảng 2.000 đến 2.500 lính thủy quân lục chiến đang được gom lại sau cuộc rút chạy khỏi Quảng Trị. Tư lệnh sư đoàn Bùi Thế Lân cùng sĩ quan đang đi vòng ở Huế để tìm kiếm binh sĩ. Khi thủy quân lục chiến phá sập cầu Mỹ Chánh thì cộng quân áp đảo họ và vượt qua sông bằng xe tăng lội nước qua cầu ngầm, còn dân Huế thì đang chạy về Đà Nẵng. Ở phía Nam, trong khi Thiệu nói với dân chúng rằng Cộng sản đang bị đánh bại trên mọi mặt trận thì đã có ngay câu trả lời. Đức và đám bạn bè quay lại nhìn phía sau thấy bầu trời lóe sáng mấy lần. Chẳng bao lâu họ phát hiện được ánh sáng lóe ấy chính là Huế
và đặc biệt là sân bay Phú Bài sát bên dưới tỉnh Lệ đang bị Cộng sản pháo kích khoảng 50 quả đêm ấy, Sài Gòn sắp mất quyền kiểm soát cái kinh đô cũ này. Nhưng cũng ngày hôm ấy, ông Ngô Quang Trưởng, một tướng thân Mỹ đã được đến Huế, thân hình cao lớn, Trưởng được coi như là một điển hình can đảm khi người Mỹ nói đến chuyện binh sĩ Việt Nam như thế nào. Thế nhưng giờ đây, Trưởng đã làm thất vọng những người vốn tin tưởng, huynh hoang nói oang oang với các nhà báo. Trưởng khoe rằng đã làm đủ thức chuyện mà trong quá khứ chẳng hề làm. Trưởng đã tự biến mình thành một thằng hề bằng cách nói rằng mình sẽ cố thủ. Cá nhân Trưởng sẽ chiến đấu trên đường phố để cứu Huế. Nếu thành phố mất, Trưởng sẽ mất theo. Trưởng sẵn sàng chết để bảo vệ Huế. Bọn hèn nhát có thể bỏ chạy, nhưng Trưởng này sẽ chiến đấu đến cùng. Rồi Trưởng leo lên chiếc trực thăng riêng do Mỹ cung cấp, bay một vòng. Đây là lần cuối cùng người ta thấy mặt Trưởng ở Huế. Chương thứ 4. Phút cuối của giai đoạn mở màn đánh chiếm Huế. Thông tín viên UPI ở Huế điện về Sài Gòn cho biết 600 quả đạn pháo, tên lửa và súng cối đã rơi xuống thành phố phía Bắc này vào ngày 22 tháng 3. Đây là cuộc pháo kích dữ dội nhất trong mấy năm qua. Phút cuối cùng đang đến, mặc dù số người lạc quan ở Sài Gòn thích gọi đây là trận phòng thủ kiên cường. Đêm ấy, tại căn cứ tiểu đoàn Phú Lộc, đại úy Trần Bá Phước rất sợ và nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Cái thắng anh ta là một bài báo, hình như đã đọc trong một tạp chí Mỹ, là tờ Thời Báo hay tờ Tuần Tin Tức. Phước cho biết đã đọc mấy năm nay rồi và đâu như là cuộc phỏng vấn một lính Mỹ. Người lính này nói rằng anh ta luôn luôn sợ hãi trong chiến đấu. Một sự thú nhận làm Phước kinh ngạc. Bởi vì Phước nghĩ rằng người lính bộ binh đáng lẽ phải không biết sợ. Nhưng người trung sĩ dày dặn kinh nghiệm ấy đã lại được thưởng huy chương và nói rằng sợ hãi là chuyện tự nhiên. Nhất thiết phải làm đúng với sự sợ hãi, phải kiềm chế nó, rồi lắng tai nghe mệnh lệnh và sử dụng cái đầu để suy nghĩ. Theo người trung sĩ Mỹ ấy, một người lính không biết sợ thì hoặc là ngu đần, hoặc là điên khùng. Bởi vì anh ta nói láo, hoặc sắp đi nhà thương điên. Cái này giống có Red Bull quá nhỉ. Nhớ lại cái cảm giác lúc ấy và bài báo, Phước vẫn không chấp nhận rằng mình đang sợ. Phước vẫn nghe thấy tiếng đạn pháo dội xuống Phú Bài, Huế và vùng cảng. Là một tiểu đoàn trưởng, Phước có mấy cái máy điện đài trong sở chỉ huy của mình. Đó là một căn lầu và một cái hầm nhỏ. Một điện đài vận tần số mạng lưới chỉ huy liên lạc với chỉ huy sở tiền phương của quân đoàn 1 đóng tại Huế. Mạng lưới giúp cho ông Ngô Quang Trưởng tuy vẫn tỏ ra thoải mái nhưng đang bù đầu ở Đà Nẵng khi biết những tin tức mới nhất về cánh quân phía Bắc đang rung rinh của mình. Chính trên cái mạng lưới chỉ huy mà Phước nghe được tin thủy quân lục chiến đang chạy. Cộng sản mất khoảng nửa giờ để tràn qua cái vị trí này của thủy quân lục chiến dọc theo bờ sông Mỹ Chánh. Lần này thì đám thủy quân lục chiến không kịp ngưng lại để phá sập cầu. Trong số lính thủy quân lục chiến ở bờ sông Mỹ Chánh ấy, có Đức ở chạy, đã chạy ở Quảng Trị về. Đức chẳng nghĩ gì đến chuyện sợ hãi. Tiếng đạn pháo rơi xuống Huế không làm cho anh ta lo ngại. Khu vực của anh ta đang yên lặng. Đức nằm ở đây, dãy phòng tuyến mà chẳng hề sợ khi nghĩ đến một cuộc tấn công. Một cuộc đột kích của đặc công khó có thể xảy ra. Pháo kích là chuyện có khả năng nhất. Nhưng lo về nó chẳng có cách nào ngoài việc chui xuống hố và cầu nguyện. Bất cứ một cuộc tấn công lớn nào cũng sẽ làm chạm đám thủy quân lục chiến trước khi đến Đức. Anh ta sẽ có một khối thì giờ để chuẩn bị chiến đấu hoặc bỏ chạy. Anh ta nghĩ có lẽ phải chạy. Thật kỳ cục, một tuần lễ trước bỏ chạy là chuyện anh ta nghĩ đến sau cùng. Còn giờ đây nó lại ngự trị trong đầu của anh ta. Cái ý nghĩ bỏ chạy khỏi chiến trường
khi điều mà anh ta đã được dạy là bám trụ chiến đấu và tấn công không còn hấp dẫn đối với Đức nữa. Khi bạn bè thì nó càng trở nên là cái điều không chấp nhận được. Chiến đấu để rồi chết là điều ngu xuẩn khi cuộc tấn công thế nào cũng tràn ngập vị trí của mình. Một thủy quân lục chiến nói được tiếng Anh đã dịch lại thành ngữ của Mỹ. Advance to the rear, tức là tiến về phía sau. Lần đầu tiên trong đơn vị của Đức, chuyện rút lui trở thành cái giải pháp chấp nhận được để thay thế cho việc tiến tới. Họ đã biết chuyện rút lui khỏi vùng cao nguyên. Họ đã biết chính tổng thống của họ đã ra cái lệnh đấy. Nếu cả cao nguyên còn chẳng có nghĩa lý gì thì Mỹ tránh có nghĩa gì nữa. Về mặt tâm lý, đây là mầm mống nản chí khổng lồ đã gieo vào quân đội Sài Gòn. Chính lệnh rút ra khỏi cao nguyên của Thiệu đã cấy vào đầu óc binh sĩ rút lui, nếu không muốn nói là đầu hàng. Khi Đức ngồi trong giao thông hào đêm hôm ấy, bàn chân anh ta hơi co lên khỏi mặt đất lạnh và ẩm ướt, thì sờ sờ trong tâm trí anh ta là chuyện bỏ chạy, là ý nghĩ chạy ra khỏi chiến đấu để tìm lấy cái sống. Phần lớn những người còn lại trong cái đội quân 1 triệu người của Sài Gòn đã nghĩ tương tự như vậy trong cái đêm ấy. Binh nhì Đức đang thẫn thờ ngắm dòng sông Mỹ tránh thì trận tấn công bắt đầu. Một lần nữa, lại cũng những chiếc xe tăng Bắc Việt Nam đã đánh bật lữ đoàn thủy quân lục chiến 2.500 người này ở giữa tỉnh Quảng Trị. Thì giờ đây từ hướng đông và dọc theo bờ sông Nam Mỹ tránh, những chiếc xe tăng lại xuất hiện, những chiếc xích sắt nghiến ken két, nghe rõ mồ một như là một cái bóng đêm quang đãng vẫn còn lành lạnh của mùa xuân. Đức có thể thấy một khẩu súng gần anh ta nhả đạn. Pháo binh Sài Gòn bắn rải rác xung quanh thủy quân lục chiến. Các xe tăng Bắc Việt loại T-54 và xe lội nước PT-76 đang bắn thẳng vào phòng tuyến của thủy quân lục chiến. Các tay súng Đại Liên với các loại súng cỡ đạn 7.62 và 12.7 ló đầu ra khỏi tháp nhả đạn như mưa vào thủy quân lục chiến. Sẽ không dễ gì khi rút lui lần này, Đức nghĩ vậy. Lần trước xe tăng không bắn, bật đèn cho thủy quân lục chiến thấy đường mà chạy về phía Nam Mỹ tránh. Giờ đây rút lui sẽ nhận lấy một cái trang đạn ghim vào sau lưng. Một quả đạn pháo của xe tăng xé gió bay về hướng anh ta. Anh ta rút vào hố cá nhân tránh nó. Quả đạn nổ văng một ít đất lên người Đức. Anh ta không hề biết gì, nhưng lỗ tai đã bị ù đặc. Khi đỡ ù tai, anh ta nghe được một thứ âm thanh mới ở trước mặt bên kia sông. Xe tăng Bắc Việt Nam đang từ phía Bắc tới. Đây mới là cái vấn đề. Với cái hỏa lực yểm trợ tốt, lính cộng sản ngồi gọn trong xe tăng lội nước PT-76 băng qua sông đổ bộ lên ngay sở chỉ huy của lực lượng Đức. Nhiều người đang bị giết trên vành đai phòng thủ. Tiếng kêu la của một số người bị thương vọng đến tai Đức. Trong khi tiếng súng lặng đi thì lực lượng này của cộng sản rõ ràng lớn hơn ngay cả lực lượng đã đuổi toàn bộ sư đoàn thủy quân lục chiến ở Quảng Trị chạy dài. Sau này Đức nhớ rằng anh ta có lẽ là người thứ 25 trong đơn vị mình bắt đầu bỏ chạy. Không có mệnh lệnh nào cả. Có thể cuộc rút chạy của tiểu đoàn dân vệ 350 người ở phía đông đã làm cho đám thủy quân lục chiến chuyển động. Đám thủy quân lục chiến vẫn cố giữ kỷ luật nhưng cứ lùi tiến về phía sau mà, Đức nghĩ vậy. Đức nhận ra rằng mình đang ở với khoảng 50 người trong cùng đơn vị. Họ lui kiểu cốc nhảy bằng trực giác đảo ngược lại thủ tục tấn công mà họ đã được huấn luyện. Một dặm, rồi hai dặm, rất nhiều thủy lính thủy quân lục chiến đã ngã xuống. Những người nào còn sức chạy đều cố chạy. Người ta nói cộng sản nhân đạo đối với lính bị thương, sự việc đã đúng như vậy. Trận đánh chiếm Huế đã được bắt đầu như thế từ phía Bắc. Trong vòng vài giờ sau, nó cũng đã được bắt đầu như thế từ phía sau. Đại úy Phong lắng nghe cuộc rút lui của thủy quân lục chiến trên chiếc xe đài bắt tần số của sở chỉ huy. Phước nhìn lại một lần nữa chiếc xe Jeep của mình, vật có thể hộ thân giúp anh ta chạy theo quốc lộ số 1 về Đà Nẵng. Nhưng đạn pháo rơi nhiều ở dọc đường. Bây giờ Phước rất sợ. Đã quá nửa đêm để sang ngày khác, ngày thứ 7, 23 tháng 3, Phước gọi các đại đội báo cáo tình hình.
các đại đội trưởng cho biết quân lính đang hoang mang. Quân đội Bắc Việt Nam đã cắt nát hai tiểu đoàn biệt động giữ sườn phía Tây của Phước. Ngọt như cá mập bơi ở trong nước, cũng giống như cá mập, Cộng sản nghiền vụn ngay cái đám 700 lính biệt động này. Đơn vị của Phước bị khép chặt bởi một vòng vây, nhưng bộ đội Cộng sản rõ ràng với ý định quét sạch đám biệt động, chưa đả động gì đến chuyện tấn công tiểu đoàn của Phước thuộc sư đoàn 1 bộ binh, vốn được coi là giỏi nhất. 4 giờ sáng, tiểu đoàn bị tấn công. Báo cáo bằng điện đài của các đại đội trưởng cho thấy rằng ít nhất có 2 tiểu đoàn Bắc Việt đang tấn công, mỗi tiểu đoàn một hướng. Phước đang vặn từ tần số này sang tần số khác, cố gắng nắm mọi báo cáo. Thình lình, nhân viên điện đài đã vặn tần số khác. Phước nghe được giọng không quen đang ra lệnh tấn công. Anh ta nhận ra ngay lập tức đó là một sĩ quan phía bên kia, Bắc Việt Nam. Có lẽ là tiểu đoàn trưởng, vì căn cứ vào loại chỉ thị và thẩm quyền của giọng nói. Phước cố gắng phát hiện ra kiểu cách ra lệnh của phe địch. Những gì nghe được là anh ta dọn người chỉ huy đang ra lệnh cho đơn vị ấy giữ vững vị trí, đợi các đơn vị khác cùng tấn công, trung đoàn hay sư đoàn nữa. Những người khác cũng ngồi trong lều chỉ huy đều nghe được. Một binh nhất còn trẻ hét vào mặt Phước rằng tất cả bọn họ sắp sửa chết hết. Sau này Phước cho biết là đã phải đánh gục cái anh chàng, tuy cố gắng nhưng không gây thương tật cho anh ta. Anh ta cầm tổ hợp điện đài ấn nút mấy lần. Người sĩ quan Bắc Việt cảnh giác đòi biết được ai đang trên tần số. Phước không trả lời, nhưng cảm thấy trách nhiệm đối với những người như anh chàng binh nhất. Phước ấn nút tổ hợp lần nữa, hít một hơi dài và đằng hắng hai lần rồi bắt đầu nói. Đây, Đại úy Trần Bá Phước, tiểu đoàn trưởng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Các ông đang tấn công vị trí tôi muốn đầu hàng. Im lặng trong chốc lát, Phước nhắc lại lời nói và buông tay khỏi nút nói để người sĩ quan Bắc Việt Nam có cơ hội trả lời. Trận đánh tiếp tục. Phước định nói một lần nữa, nhưng thấy một giọng khác xuất hiện trên điện đài, hình như là sĩ quan cao cấp hơn. Đây là ông Ba, bí danh của người chỉ huy Cộng sản thường dùng của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Người ấy nói, ông Ba thông báo không đứng ra nhận sự đầu hàng của ông Phước, mà thuộc quyền sĩ quan cao cấp hơn. Ông đã yêu cầu trả lời. Phước trả lời xin đợi vài phút. Ông Ba cho biết sẽ đợi vài ngày nếu cần, nhưng trong lúc ấy cuộc tấn công sẽ tiếp tục. Phước lên điện đài nói chuyện với các đại đội trưởng của mình, phát họa tình huống và đề cập tới điều kiện đầu hàng Cộng sản. Trong vòng 5 phút, 3 trung úy đồng ý với Phước, một đại đội trưởng là thiếu úy khác quan điểm với các đại đội trưởng kia. Phước van nài anh ta bằng cách vạch ra đường rút lui đã bị cắt rồi. Bắc Việt Nam đang thêm quân tới, tiểu đoàn sẽ bị tràn ngập, 2 giờ nữa mới sáng. Có yểm hộ của không quân, người thiếu úy vẫn không đồng ý. Thình lình điện đài của người sĩ quan trẻ im bặt. Phước sắp sửa thử tần số khác thì lại nghe một trung sĩ ôn tồn thông báo cho biết tai nạn đã xảy ra ở sở chỉ huy của đại đội. Thiếu úy đã bất lực. Thực ra cái người ấy đã bất động vĩnh viễn rồi. Trung sĩ này đang chỉ huy ở đại đội. Đại đội chấp nhận đề nghị của Đức, của Phước, đầu hàng. Phước trở lại tần số của ông Ba cho biết tiểu đoàn đã sẵn sàng đầu hàng. Ông Ba hướng dẫn hành động, bỏ súng, tập trung thành hàng ngũ sẽ được bảo đảm an toàn. Thông tin xã Việt Nam Hà Nội ngày 27 tháng 3 theo bản tin của Thông tấn xã Giải phóng. Ngày 26 tháng 3, một tiểu đoàn của Trung đoàn 1 thuộc Sư đoàn 1, quân đội Sài Gòn ở tỉnh Thừa Thiên đã bỏ sang phía cách mạng, đem theo mọi vũ khí. Cho dù đầu hàng hay đổi bên, thì đây vẫn là một cuộc bỏ ngũ tập thể để sang bên kia của quân đội Sài Gòn. Vậy thì đầu hàng tập thể của một trong những tiểu đoàn ưu tú của cái sư đoàn bộ binh ưu tú ấy là một bước quan trọng
đẩy mạnh quá trình suy sụp tinh thần của quân đội Sài Gòn. Nó còn cho thấy sẽ không có một cảnh cộng sản tắm máu ở miền Nam Việt Nam. Trong vùng Huế, Đà Nẵng, người ta biết rộng rãi tin tiểu đoàn của Phước không bị trả thù, được đối xử quá tốt, thậm chí không giống tù binh tí nào vì đã được mang ra khỏi tỉnh Quảng Trị và ngủ trong các căn nhà bỏ lại của dân. Bộ đội Bắc Việt Nam và Việt Cộng giờ đây kiểm soát hoàn toàn 10 trong số 44 tỉnh của Nam Việt Nam. Thừa Thiên, tỉnh bao quanh Huế, đã ở trong tay họ dù là Huế chưa sụp đổ. Đà Nẵng ở trong nguy cơ nghiêm trọng. Điều quan trọng xét về mặt chiến lược là việc họ chiếm Quảng Ngãi đã cắt miền Nam Việt Nam làm đôi. 3 trong số 12 sư đoàn chiến đấu của Nam Việt Nam hoàn toàn tan nát. Thủy quân lục chiến không còn chiến đấu với tư cách SC là cái gì không biết. Quân biệt động thì hầu như đã bị tiêu diệt. Bắc Việt Nam mất đi một ít người theo cách tính của họ, nhưng tinh thần chiến đấu lên cao. Việc giải phóng hoàn toàn đã nằm trong tay của họ rồi. Giờ đây thì binh nhì đức của thủy quân lục chiến có thể nhìn thấy được Huế. Anh ta đã chạy rút lui trong hơn 24 giờ và không được ngủ. Đức chỉ còn cách Huế chỉ có đôi ba dặm. Người sĩ quan chỉ huy có được một điện đài, toàn thể đám binh sĩ đều nghe được mệnh lệnh. Ngô Quang Trưởng từ sở chỉ huy quân đoàn 1 ở Đà Nẵng ra lệnh tổng phòng thủ Huế. Huế sẽ không bị bỏ rơi. Sẽ có một trận đánh để bảo vệ thành phố ấy. Đây là lệnh từ tổng thống và tư lệnh quân đoàn. Trên những tần số khác, thủy quân lục chiến nhận lệnh. Ước lượng khoảng chừng 25.000 binh sĩ mang súng của quân đội Sài Gòn là một cuộc phòng ngự Huế để đọ sức với khoảng 40.000 bộ đội cộng sản và phòng tuyến đã được vạch ra. Nhưng Sài Gòn đã rút lui khỏi Huế, không một ai, nhất là tướng trưởng, lại dám thu nhận đã ra lệnh bỏ rơi Huế mà không chiến đấu. Trong lúc đó, Đức đang ngủ thì có dấu hiệu báo cuộc rút lui đã đến. Người ta đánh thức Đức dậy, anh ta không thể nào tin được dù là cuộc di tản đang bắt đầu. Sĩ quan khóc công khai, binh sĩ thở phào nhẹ nhõm vì quan điểm của họ không phải để chờ chết ở Huế. Bắc Việt Nam tấn công vào trưa hôm ấy, ngày 25 tháng 3. Từ phía Tây Nam và phía Bắc, cộng sản đi vào Huế. Ở phía sau, ngược quốc lộ số 1 xuất hiện Phước. Trước đây là đại úy quân đội Sài Gòn, bây giờ Phước là người dẫn đường cho cộng sản. Ông Ba đã nói thẳng với Phước là một âm mưu đưa tiểu đoàn ông vào bẫy thì sẽ phải đổi sinh mạng của Phước. Phước không lừa dối, ông ta cầm ống liên hợp của điện đài loại PC-25 do Mỹ chế tạo và gọi đến sở chỉ huy Huế nói chuyện với người thiếu tá trong nội thành. Thành Huế cách họ có nửa dặm thôi. Ông ta nói với người thiếu tá trên điện đài rằng ông ta tận mắt biết rõ Huế đang bị bao vây. Vũ khí mà Bắc Việt Nam có là đáng sợ. Lực lượng của họ là vô địch. Người thiếu tá trong thành nội đồng ý giao thành lúc 9 giờ sáng. Một giờ sau, 10 giờ sáng, một trợ lý của ông Ba nhận khẩu M16 tượng trưng mà người thiếu tá trao cho ông ở cổng thành nội. Ông Ba không đích thân nhận cả cái lá cờ ba sọc của Sài Gòn. Nó đã được may ở một ấp thuộc Quảng Trị, coi như công trình của cả xã một tháng trước đó. Kích thước thực sự chưa rõ, nhưng những người tận mắt nhìn thấy nói khoảng 8 mét và 5 mét, có lẽ còn lớn hơn thế nữa. Chúng tôi đọc tiếp cái chương 5 là mất Đà Nẵng. Và sau đó chúng tôi sẽ nghỉ. Chương 5, phút mở màn của giai đoạn cuối mất Đà Nẵng. Việc mất Huế là thảm họa. Việc mất Huế là thảm họa có 102 cho chính quyền Sài Gòn trong cuộc chiến. Từ ngày ông Ba kéo lá cờ Việt Cộng lên thành nội, Nam Việt Nam đã đến ngày tận số. Mọi người Nam Việt Nam đều biết Huế, Sài Gòn có thể là thủ đô, Đà Nẵng có thể là thành phố quan trọng hơn về mặt thương mại. Nhưng nhiều người chống cộng và dân chúng thân chính quyền đã rất sức sờ, rất là sững sờ trước việc mất Huế. Với cái tính cách giành một thắng lợi nhanh gọn, Bắc Việt Nam đã làm rất tốt trong việc chiếm Huế. Nhưng sự việc chiếm Huế mà không giao tranh
là một thắng lợi quan trọng nhất trong cái cuộc chiến. Sự kiện quân đội Sài Gòn đã được lệnh rút khỏi thành phố làm cho mọi người sửng sốt gấp đôi. Thiệu không để dấu hiệu yếu kém nào lộ ra bên ngoài. Tuy nhiên, trong các hội đồng cơ cấu quyền lực Sài Gòn, khó khăn bộc lộ lan tràn. Quân đội vốn là nền tảng của chế độ lại đang tan rã, bỏ rơi từng mảnh đất lớn và các thành phố mà không chiến đấu. Thiệu chẳng ngu gì vì có một cái quyền lực và khư khư muốn giữ lấy nó, tin rằng chỉ mình là có thể cứu được Nam Việt Nam khỏi cái tai họa từ bàn tay của đám ngoại bang muốn thấy nó sụp đổ. Thiệu kể luôn là người Mỹ vào cái đám ngoại bang này. Chính trong lúc ấy tại Đà Nẵng, sự hoảng loạn đã lớn dần và trở nên tồi tệ. Thành phố này là điểm tập trung cho 1 triệu hoặc 1,5 triệu người di tản. Ngày Huế sụp đổ, 14 hỏa tiễn đã rơi trúng căn cứ không quân Đà Nẵng. Sự hoảng loạn tự nó lớn lên với Đà Nẵng và chẳng ai có thể làm gì đối với nó. Ngô Quang Trưởng vẫn còn làm việc vào ngày hôm sau Huế sụp đổ, nhưng hoạt động của tướng trưởng đã trở nên mơ hồ. Trưởng muốn đám sống sót của sư đoàn bộ binh số 1 đi về phía Tây và phía Tây Nam. Đám biệt động quân ở phía Nam thay lính dù đã bị Thiệu rút về Sài Gòn. Vùng phía Nam là mắt xích yếu nhất, nhưng đám quân còn lại từ Huế đổ bộ lên Đà Nẵng thì thật là thảm thương. Binh sĩ đã bị ném bỏ trang bị, sư đoàn 1 bộ binh không còn là lực lượng quân sự nữa. Đây là một đám người cuồng dại, dân chúng há hốc mồm nhìn đám người đó, lòng cay đắng vì trước đó nó là một lực lượng thiện chiến nhất của quân đội Sài Gòn. Rạng sáng ngày 28 tháng 3, bộ phận chỉ huy của Cộng sản ở Đà Nẵng đã ban hành mệnh lệnh. Lệnh đó được chuyển nhanh chóng xuống các đơn vị thấp nhất, không cần giữ bí mật nữa. Nó đang được đài phát thanh Cộng sản loan đi như tài liệu tuyên truyền. Nhân dân Đà Nẵng hãy nổi dậy cùng với các lực lượng vũ trang giải phóng nắm lấy quyền quyết định vận mệnh của mình. Bọn địch đã bị bao vây và đang bị tấn công. Chúng đang tìm cách tháo chạy. Thời cơ giải phóng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng đã đến. Mệnh lệnh thật là đơn giản và rõ ràng. Bắc Việt Nam đã cảm thấy việc chiến thắng Đà Nẵng gần kề đến nỗi bỏ qua cả bí mật trong cái lệnh tấn công. Họ cảm thấy phổ biến lệnh ấy là thúc đẩy sự đầu hàng và tan rã của Đà Nẵng. Và trưa ngày 28 tháng 3, một buổi trưa thứ sáu ở các nơi khác trên thế giới, với ngày nghỉ cuối tuần đang đến và chẳng còn cái chuyện gì khác, thì Đà Nẵng lại đang ở trong cái cơn co quắp cuối cùng là sự kinh hoàng. Binh sĩ từ Huế đến đang nổi loạn, không sĩ quan nào kiểm soát nổi cái đám lính sống sót từ Quảng Ngãi, Tam Kỳ ra, cũng như từ Quảng Trị về. Họ đang biến thành những cái đám đông cuồng dại, tiếng súng nổ như là pháo Tết, giết người và hãm hiếp trở thành một chuyện bình thường, cướp bóc ngự trị ngay ngày hôm ấy. Trong cái mệnh lệnh cuối cùng được xem là còn bình tĩnh, trưởng đã ra lệnh cho các xe tăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa xuống đường tái lập trật tự và giới nghiêm 24/24 giờ. Nó chẳng làm được cái chuyện gì vì đa số lính trên chiếc xe tăng đã gia nhập vào đám người vơ vét. Lính khác thì sợ, chẳng ai chống ai vì không ai muốn chết trong cái ngày có vẻ là cuối cùng của cuộc chiến. Họ càng chẳng muốn chết trong cái trận chiến với đồng ngũ cùng mang thứ quân phục với mình. 9 giờ tối, hỏa tiễn bắt đầu rơi xuống Đà Nẵng. Các tuyến phòng thủ phía Nam và phía Tây đổ sụp. Ngô Quang Trưởng, người anh hùng, người lính chiến, người đào hố tử thủ đã rút ra ngoài tìm đến một chiếc tàu gần bờ. Trưởng đã một mực sử dụng giả thuyết rằng trong thành phố quá nguy hiểm sẽ bị đám lính lang thang cướp bóc gây nguy hại cho sự chỉ huy. Trưởng cho biết sẽ chỉ huy trận đánh giành lại Đà Nẵng từ ngoài bờ. Điều nhanh chóng thấy rõ ràng, trưởng không biết bơi, ít nhất là bơi không giỏi. Sóng nước không lớn, nhưng các ngọn sóng bạc đầu đang ở cách bờ khoảng 100 mét. Ngọn sóng thứ nhất vật ngã trưởng, ngọn sóng thứ hai phủ lên người viên tướng này. Trong tình hình trưởng ra đi chỉ còn khoảng 100.000 lính có mặt trong vùng, ước đoán có đến khoảng 80% đang cố sức
thoát ra hoặc vơ vét cái gì có thể kiếm được trong khoái lạc, bắn giết và cướp bóc. Các tướng khác đang hoạch định lại chuyến bay bí mật. Đà Nẵng đã được trao tay rồi, nó chẳng còn gì nữa, mất hết. Đã được trao về phía Việt Cộng và Bắc Việt Nam. Suốt đêm, sự hủy hoại, vơ vét, trộm cướp và hãm hiếp tiếp diễn. Cho đến khi Tòa lãnh sự Mỹ, con voi trắng đã bị lột hết, chỉ còn trơ cái vỏ. Thành phố Đà Nẵng, thành phố lớn thứ nhì của Nam Việt Nam đã sụp đổ. So với bất kỳ thành phố nào trên toàn bộ đất nước, nó được phòng thủ mạnh nhất và được cầm đầu bởi một viên tướng được coi là giỏi nhất trong quân đội Sài Gòn. Cái kho của nó chứa đầy lương thực để dùng trong nhiều tháng, chứa đầy đạn dược và vũ khí đủ dùng trong 60 ngày. Hai xe vận tải chở du kích quá nửa là phụ nữ đã vào chiếm thành phố. Một lần nữa, Cộng sản đã chiến thắng gần như không cần bắn một phát súng. Gần như thế, Cộng sản lúc đó đã có 13 tỉnh Nam Việt Nam dưới quyền kiểm soát của họ. Với việc chiếm đóng Đà Nẵng, Cộng sản đã nắm được đúng 50% lãnh thổ Việt Nam đằng sau phòng tuyến của họ. Ngày 30 tháng 3, một ngày sau khi Đà Nẵng sụp đổ, lại là ngày Chủ nhật nên không có một cuộc họp báo nào của chính quyền Sài Gòn. Nhưng Lê Trung Hiền vẫn có mặt ở văn phòng. Hiền đang có nghĩ cách xem phải nói gì về Đà Nẵng trong buổi họp báo vào xế trưa hôm ấy. Hôm nay Hiền sẽ không nói láo, mà chiến thuật của Hiền là thận trọng thế nào để khỏi ghi công cho kẻ thù trước khi họ đáng nhận một cách công khai. Hôm ấy, các nhà báo cũng tránh hỏi Hiền về việc mất cái thành phố lớn thứ nhì đó. Và thưa quý khán giả, đó là hết chương 5 trong số 13 chương. Chúng tôi hy vọng rằng trong hai buổi nói chuyện nữa là chúng tôi sẽ chấm dứt được quyển sách Sụp đổ của miền Nam Việt Nam trong vòng 55 ngày.